Ôi chào cả nhà, hôm nay Nhi Nguyễn Cuộc Sống Ở Mỹ sẽ gáp với hướng dẫn cho các bạn sẽ gáp áo phát này nha. Đây, đó, bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình gáp nha. Trước tiên á, là Nhi sẽ gáp cái nón trước. Đây, cái áo này, cái nón thì nó có hai bên cái má đó. Mình sẽ gáp sổ từ cái mỏ nón vòng qua cái, đây, cái sống nón nha cả nhà. Đây, bây giờ Nhi sẽ gáp sổ cái sống nón này. Đó, từ cái mỏ nón xích sổ dài qua. Rồi gắp sổ sống nón này xong rồi Nhi sẽ hướng dẫn các bạn đi ép keo. Rồi đây là cái túi. Cái túi thì cả nhà sẽ gắp sổ vòng từ cái đáy túi vòng lên miệng túi vòng. Cái phi nha. Để mình ủi miếng keo vô rồi mình làm cái phi, mình luồn cái dây nón á. Thì đây là bề trái của cái nón. Thì các bạn úp lại. Đây bằng cái cạnh đây. Đây bằng với cái chân. Thì các bạn sẽ lấy cái cục phấn các bạn sẽ làm dấu nha. Đó, làm dấu là mình ủi keo. Hai bên đều nhau hết luôn đó. Mình lấy ngón tay mình nhịn bên đây mình sang qua đây. Nha, là mình biết chỗ này là ủi keo nha. Đó, bây giờ Nhi sẽ cắt keo rồi nè. Đó, cái miếng keo đây. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Đó, bây giờ Nhi sẽ để miếng keo để xà dập ra đây để mình băm mình ép keo vô nha. Đó, ép keo vô. Đó. Đây giờ tới cái túi nha. Các bạn gắp sổ xong hết rồi thì các bạn sẽ lượt đều một phân như vậy nha. Đó, thì các bạn lượt xong đều một phân vậy rồi thì các bạn sẽ ủi nha. Ủi trên túi nó im. Còn gắn dây kéo này chỉ gắn trang trí thôi. Các bạn gắn dây kéo thì gắn, hoặc bạn không gắn thì các bạn may cái túi chơi gì không cũng đẹp nữa nha. Đó, bây giờ Nhi sẽ ủi cái túi này. Đó, Nhi sẽ ủi cho nó im bạn mình Nhi có gắn sẵn cái chữ N rồi nè. Đó, bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn cho các bạn là gắn cái túi vô nha. Thì các bạn sẽ nhập cái thân lại cái với cái lai á. Cái lai sẽ nhập lại là các bạn sẽ làm dấu nha. Đây có làm dấu rồi đây. Rồi làm dấu ngay giữa xong rồi chải cái thân ra nha. Cái túi này cũng vậy, các bạn cũng nhập lại chia đôi ra làm dấu phấn nha. Dấu phấn xong rồi dấu phấn giữa của cái sống giữa thân trước. Cái lai đây cũng vậy thì các bạn nhập lại nha. Đó, lập nhập lại về nhập bằng nhau ngay giữa. Ngay giữa lai với lai bằng nhau. Lai là bằng nhau thì các bạn sẽ gắp vòng từ cái dưới đây vòng qua đây. Rồi vòng qua vòng tới đây luôn nha cả nhà. Bắt đầu Nhi sẽ gắp nha. Đó, bây giờ Nhi sẽ lấy kim Nhi lượt vậy nè. Để mình giữ im nó dễ hơn, một hồi mình gắp cho nó dễ đó cả nhà. Đó, mình sẽ lượt cái túi vô cái thân như vậy nè. Rồi khi mình để vô trong cái máy mình may nó rất là im mà đẹp nữa, thẳng cái túi nữa, nó không có đùm không quẹo nha, không cong. Đây, sau khi Nhi đã lượt vô thì các bạn nhìn cái túi rất là đẹp phải không? Đó, bây giờ Nhi sẽ tiến hành Nhi may. Bây giờ Nhi tiến hành Nhi may cái túi nè nha cả nhà. Đây cả nhà, đó, Nhi đã gáp rồi đây, đó, Nhi cút kỹ lược ra, cả nhà nhìn thấy đẹp không? Đây bề trái nè. Đó, bề trái đã gáp của cái túi đó. Thấy không? Bây giờ Nhi sẽ gáp dai nha. Bề phải của cái thân trước và bề phải của thân sau Nhi sẽ nhập lại nha. Đó, xếp lại xong rồi thì các bạn sẽ bấm khoảng chừng 5 ly nha. 5 ly của ngay chân sống giữa có đường phấn nè, các bạn thấy đường phấn không? Đó, thì các bạn sẽ bấm khoảng 5 ly thôi. Đó, rồi, bấm 5 ly nè, các bạn thấy lỗ không? Lỗ như xíu như nè, đó. Rồi sau đó thì Nhi sẽ chỉ các bạn làm cái phi nha. Đây, Nhi đã xỏ chỉ vô chỉ đôi rồi đây. Đó, rồi từ cái miếng này các bạn sẽ lòn tay xuống, kim lòn dưới tay nha, sọt kim lên. Đó, rồi từ đây các bạn sẽ kế ngay chân cái đuôi đứt chỉ luôn nha. Rồi để cây kim, để kéo đứt chỉ vòng qua cái đầu kim. Rồi các bạn sẽ kéo qua đây. Đó, rồi cứ thế thì cách nhau một mũi kim ha. Đó, đây, cách nhau một mũi kim. Đó, rồi các bạn sẽ kéo qua đây. Đó, như thế là phi xong rồi. Thì bây giờ Nhi sẽ đi ủi rồi luôn nè. Đó, ủi cái nẹp trong đây là 3 xăng nha cả nhà. Thì cái sợi dây này là Nhi cắt là 100 nha. Thì các bạn may, các bạn sợi dây trước khi may cái nẹp nón này thì các bạn lọn sợi dây vô luôn nha. Đó, cho sợi dây vô nằm vô trong cái nón luôn rồi may vòng qua luôn nha. Đó, món nó rời phải không cả nhà. Thì cái nhà từ bên tay trái để nhà đắp qua bên ngay chân cái giáp của cái đường gáp này nha, đắp sát đây. Đó, vậy thì cho hai cái đường phi này ngang nhau thì cái cả nhà sẽ lượt ngang giùm Nhi nha. Sau khi Nhi đã lượt vô rồi đây, cái nhà nhìn thấy đẹp không? Đó, hai bên dây đều nhau và cái hai bên cái phi cũng bằng nhau luôn. Còn cái này khi lượt xong rồi làm dấu từ cái đường may này qua cái chỗ này ngay giữa nha cả nhà. Còn cái thân trước thì cũng vậy,
thằng trước này cũng lấy ngay cái dấu phấn ngay giữa nha. Thì cái ngay giữa này của cái áo và ngay giữa của cái nón này các bạn sẽ để mặt bề phải úp lại nha. Đó, đây, bề phải với bề phải hai đường phấn úp lại, úp lại xong thì Nhi đã ghép rồi, Nhi lộn ở bề phải này, cả nhà nhìn này thấy đẹp không? Đó, đây là cái cổ nè. Đó, rất là đẹp luôn á, thấy không? Cái nón cũng đều thẳng tròn đẹp lên cả nhà. Đó. Bây giờ Nhi sẽ ghép tay nha. Bây giờ tiếp theo là Nhi sẽ cha tay vô trong cái áo này nha. Đó, cái nách áo nè, còn cái này nách tay nè. Bề phải của nách tay và bề phải nách áo nha. Nhi sẽ nhập lại. Nhi sẽ ghép lại cái bo tay nha. Bo tay chảy ra rồi sẽ nhập xuôi lại vậy. Giờ sẽ ráp đều là một phân. Nhi đã ráp thành phẩm rồi đây cả nhà. Đó, cái áo nè. Đó. Cái này là lịch trước nè. Đó. Đây là tay áo, đây là lai, đây là túi. Đó, túi như để sát cho cả nhà xem nè. Đó, như mai dứt chắc luôn nha. Đây là cổ trước nè. Đó, cổ rất là tròn luôn. Và hai cái phi nè, rất là ngang luôn. Đây là cái nón nha cả nhà. Đó, đây là phía sau nè. Đây là phía sau. Phía sau cổ cũng rất là tròn luôn, rất là đẹp. Đó cả nhà thấy không? Rất là đẹp luôn cả nhà ơi. Đó, áo này là từ 35kg cho tới 42kg mặc vừa hết luôn á cả nhà. Vậy thôi, Nhi xin kết thúc ở đây nha. Cả nhà xem và ủng hộ cho Nhi Nguyễn Cuộc Sống Ở Bỉ nha.